Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến. Mình vừa mới được nhận cái giấy phiếu để đăng ký tiêm chủng vào ngày mai. Mình đang đi bộ để ra địa điểm tiêm chủng. Kiểu lâu lắm rồi mới được ra đường ấy. Cảm giác vô cùng thoải mái và sung sướng. Nhìn cái gì cũng thấy kiểu trời ơi đẹp quá, lạ quá, đầy sức sống luôn. Thế nên là dù đi bộ nhưng vẫn rất là thích. Mặc dù là trời nắng nhưng không vấn đề gì cả. Kiểu lâu lắm rồi mới được ra đường, lại được đi bộ trên tán cây xanh. Cảm giác tuyệt vời vô cùng. Và mình bị mê mẩn bởi cái tán lá xanh mướt như thế này luôn. Wow. Kiểu ngất ngây luôn á. Đúng là mùa thu Hà Nội, nắng vàng và những tán lá ban xanh. Sắp đến địa điểm tiêm chủng rồi. Nhìn cái hàng ô tô dài như thế này thì đoán chắc hôm nay cũng khá là đông đầy. Và đây chính là địa điểm tiêm chủng của mình, Viện Mắt Hà Nội. Trước khi vào tiêm thì mình sẽ phải xếp hàng để xét nghiệm nhanh Covid-19 trước. Cũng khá là đông. Và đây là số thứ tự của mình để xét nghiệm nhanh này. Mình đang chờ phía trước kia. Mình vừa làm xét nghiệm xong rồi và chờ khoảng 10 phút là sẽ có kết quả. Đây là con trâu được làm từ lon bia. Và đây là một cái cửa hàng mà Phường đang mượn để test. Và đã có kết quả rồi, mình âm tính nha các bạn. Sau khi có kết quả âm tính với Covid rồi thì mình sẽ tiếp tục xếp hàng lấy số để chờ được vào tiêm vaccine. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài trời như thế này. Và cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy các quán cà phê. Mình đang xếp hàng chờ ở trước một quán cà phê gần bệnh viện. Và nhìn bên trong thì thấy bàn ghế nó phủ một lớp bụi dày. Không biết khi nào mới được mở cửa lại. Sau khi được gọi vào bên trong thì mình lại qua một bước nữa, đó là đo thân nhiệt. Và thân nhiệt phải dưới từ 37 độ đổ xuống thì mới được lên trên tầng để bắt đầu tiêm. Và bây giờ thì mình đang ngồi chờ để được vào phòng tiêm đây. Và sau khi tiêm xong thì bọn mình sẽ sang một cái phòng chờ sau tiêm khoảng tầm 20-30 phút. Sau khi chờ đủ thời gian thì người ta sẽ phát lại cho mình cái giấy xác nhận đã tiêm mũi 1 vaccine rồi. Và cũng không quên là gửi kèm một cái voucher giảm giá của Bệnh viện Mắt Hà Nội. Lâu lắm rồi mới được ra khỏi nhà nên là phải cố gắng để nhìn ngắm lại đường phố. Và hy vọng là Hà Nội sẽ sớm bình thường trở lại cuộc sống như trước đây. Để mình có thể lại đi vui phố phường, cà phê với bạn bè. Còn Sù thì vẫn buồn thiu, vẫn chưa được đi chơi. Tranh thủ sau tiêm vẫn chưa mệt nên là mình cố gắng dọn dẹp nhà cửa một chút. Và cũng không quên nấu một nồi thịt kho tàu với trứng to bự để dành cho cả ngày mai ăn. Để phòng khi mà mình mệt mỏi, không muốn nấu ăn thì đã có sẵn thức ăn để ăn rồi. Và một thứ cũng cần chuẩn bị sau khi tiêm đó là thuốc hạ sốt, oxytocin. Thì mình có mua thuốc hạ sốt, paracetamol, khả năng gói oxytocin này. Hiện tại bây giờ thì mình chưa thấy có biểu hiện gì, nhưng mà nếu mà bắt đầu có hiện tượng sốt sau đây là một phút dìm hàng với Sù. Mình tự hỏi là cô cậu đang mở mắt hay là đang ngủ nữa không biết. Sù. Và cô cậu đã phát hiện ra là có người đang dìm hàng mình rồi. Đây là quả dừa cuối cùng của mình.
Sáng nay thì để nói về ngày hôm qua thì hầu như đi tiêm về cho đến lúc đi ngủ thì cũng không có, chưa có cái biểu hiện gì khác thường cả. Thế nên là mình vẫn cố gắng để dọn dẹp và nấu nướng sẵn các cái đồ ăn cho ngày hôm nay. Nhưng mà đến sáng hôm nay thì bắt đầu mới thấy rõ cái biểu hiện của nó. Đầu tiên ấy, đấy là cái cánh tay mà được tiêm ấy, nó rất là đau, nó kiểu bị đau và tê luôn á, đau buốt ấy, nó giống và bạn và mình dùng tay đó để mình cử động hay là mình bê cái gì đó thì nó cũng khá là khó. Thì cái này nó cũng được cảnh báo ở trong, tức là những cái phản ứng thông thường sau khi tiêm rồi, thế nên là mình thấy nó cũng bình thường thôi, cũng không có gì đáng sợ cả. Sau đó thì người cũng uể oải, mệt mỏi, nhức người, nó vẫn giống như biểu hiện người kiểu bị ốm, cảm ốm thông thường ấy, nó cũng mệt mệt như thế. Nằm xuống nào. Thực ra thì khi mà càng khi mà mình thấy mỏi ấy, thì mình sẽ cố gắng không nằm quá nhiều, bởi vì càng nằm nhiều thì sẽ càng cảm thấy mệt. Thế nên là mình đã dậy sớm, mình xuống mình uống nước chè đỗ đen, sau đó thì ăn một bát cơm buổi sáng, sau đó uống một quả dừa. Thì và mình thấy người hơi nghênh người thì đo là 37.6 độ. Thực ra người thì mỏi nhưng mà tinh thần thì cũng vẫn khá là cảm thấy nó cũng khỏe ấy, nó không bị quá mệt mỏi ấy. Lúc nãy thì mình cũng có nằm một chút và đúng là khi sau khi nằm xong thì mình lại cảm thấy mệt hơn. Thế nên là bây giờ lại phải dậy, ngồi dậy một chút để chuẩn bị ăn bữa trưa. Thông thường mình thấy mọi người sẽ mệt khoảng trong vòng một ngày sau khi tiêm. Tự như mình thì sẽ trong ngày hôm nay thôi thì có thể là sẽ hết, và đến ngày mai thì lại bình thường, hy vọng là sẽ sớm và sẽ không bị sốt cao. Còn nếu mà nó chỉ nghênh ngấy như thế này thôi thì mình cũng yên tâm, ít nhất là mình cũng có thể tỉnh táo để ngồi như thế này và nói chuyện với mọi người. Nói lại về cái việc tiêm vaccine ngày hôm qua của mình thì thấy cũng khá là ly kỳ. Tại sao ly kỳ thì để mình kể cho các bạn nghe. Tức là khi mà mình nhận được cái phiếu thông báo là sẽ đi tiêm ấy, thì cô tổ trưởng cô cũng nói trước đó là sẽ tiêm vaccine của Sinopharm là của Trung Quốc. Thì phải nói trước để nếu mà mình có quyết định tiêm hay không á, thì nếu mà có thì mới xuống lấy phiếu đăng ký. Thực ra khi mà nghe cái thông báo là sẽ tiêm vaccine Sinopharm thì ban đầu mình cũng khá là hoang mang và lo lắng, bởi vì từ trước đến giờ thì trong những trên những cái kênh Facebook mọi người chia sẻ thì hầu như là không có dành nhiều cái lời khen hay là cái sự lời khen cho cái vaccine này, với rất là nhiều những cái tin đồn về nó. Thế là mình cũng rất là hoang mang. Và bản thân sau khi mà mình kể với mọi người, bạn bè hay gia đình về việc mình sẽ tiêm cái vaccine này thì mọi người cũng rất là lo lắng. Lo lắng và cũng có người thì khuyên mình là có thể chờ vào cái dịp khác nếu mà không vội. Thế nên là mặc dù cô tổ trưởng cô ấy bảo là xuống, nếu mà đi tiêm á thì xuống lấy ngay phiếu đăng ký ở nhà cô, nhưng mà chắc phải gần một tiếng sau thì mình mới xuống lấy, sau khi mà đã tìm hiểu và tham khảo rất nhiều các cái thông tin trên mạng rồi trên các cái báo nước ngoài. Và mình nghĩ rằng không bây giờ thì không biết đến khi nào. Vaccine có thể là mình không tiêm hôm nay thì khi nào thì mình sẽ tiêm tiếp, và cái giai đoạn chờ đấy liệu chẳng may mình nhiễm Covid thì sao? Sẽ không có cái gì để bảo vệ mình cả, đúng không? Nên cuộc mình lại một lần nữa tìm hiểu lại về cái vaccine này ấy. Và mình nhận thấy có một số điểm như thế này mà khiến cho mình cảm thấy an tâm và vẫn cuối cùng vẫn quyết định, và thậm chí là cảm thấy thích ấy, được tiêm cái vaccine này.
Thì theo mình tìm hiểu thì cái vaccine Sinopharm của Trung Quốc ấy thì là loại được chế tạo theo công nghệ cũ truyền thống mà chúng ta vẫn sản xuất từ trước đến nay, đó là tiêm thẳng với con virus mà đã được làm bất hoạt, và khi vào cơ thể thì sẽ kích hoạt cái kháng thể để chống lại virus đó. Còn Pfizer hay là Moderna thì lại dùng mã gen mRNA thì là công nghệ mới, cũng như là Astra thì sẽ dùng cái công nghệ vector. Thì vì cái phương pháp của Trung Quốc ấy, thì nó đã được là cái phương pháp mà sản xuất vaccine theo cách truyền thống thì đã dùng rất là lâu đời cho nhiều loại vaccine rồi, nên cái tính an toàn của nó cũng rất là cao và nó cũng ít cái tác dụng phụ ấy. Thế nên mình nghĩ đơn giản là từ bé đến giờ thì mình tiêm rất là nhiều loại vaccine theo công nghệ này rồi và nó đều rất là tốt, thế nên là cũng không có lý do gì mà mình phải lo lắng về cái công nghệ sản xuất vaccine của Sinopharm như vậy. Và cái lý do thứ hai mà nhiều cũng lo sợ là cái không biết là cái vaccine này nó có cái chất gì gây hại hay không á, thì thực ra mình cũng tìm hiểu và mình cũng đọc cái hướng dẫn tiêm chủng Sinopharm mà Bộ Y tế cung cấp cho các cái địa phương khi tiêm ấy, thì nó cũng có cái thông tin này này, đó là dự kiến những cái đối tượng sau sẽ tiêm vaccine cái lô vaccine này, đó là người dân sống ở các cái xã biên giới với Trung Quốc này, người có nhu cầu trao đổi hoạt động thương mại dịch vụ với Trung Quốc, hay là công dân Trung Quốc sống và làm việc trên địa bàn. Còn nếu mà không sử dụng hết thì sẽ chủ động điều phối tiêm cho các đối tượng theo nghị quyết số 21 của chính phủ. Thế nên là mình nghĩ rằng cái vaccine này thì người ta cũng tiêm cho dân của Trung Quốc tại Việt Nam, ưu tiên để dân cho để tiêm cho các cái đối tượng những cái người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, thì chẳng có lý do gì để người ta phải làm một cái việc gì đó gây hại cho dân của họ cả. Thế nên là như đầu video các bạn có thể thấy là mình vẫn quyết định đi tiêm và xếp hàng, háo hức xếp hàng chờ đợi để đến lượt tiêm như ngày hôm qua. Và thậm chí là mình cũng đã lên cái kế hoạch là mình sẽ sau khi tiêm xong thì mình sẽ theo dõi cơ thể và xem những phản ứng sau khi tiêm thuốc Sinopharm để có thể review và chia sẻ lại với các bạn. Thế nhưng mà sau khi qua hết các vòng chờ đợi và bắt đầu ngồi được vào cái ghế tiêm thì mình được nhân viên tiêm phòng virus nó rất nhẹ nhàng rằng: "Chị ơi, hôm nay chúng ta tiêm AstraZeneca chị nhé." Thực sự thì mình cũng không biết cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, bởi vì chỉ một ngày trước thôi thì mình cảm thấy rất là lo lắng, và thậm chí mình nghĩ tại sao mình không được tiêm cái vaccine AstraZeneca hay là Pfizer hay là Moderna mà mình lại rơi đúng vào cái đợt tiêm này. Và thậm chí là bạn của mình cũng rất là khuyên can mình, nhưng mà sau khi mình đã rất sẵn sàng tâm lý rồi thì mình lại được tiêm AstraZeneca. Thế cái cảm xúc nó khó tả lắm, nó kiểu có một chút hụt hẫng, như là có một chút gì đó khó tả. Khi mình báo lại tin cho mọi người trong gia đình cũng như bạn bè thì mọi người chúc mừng mình là may thế, kiểu cứ nghĩ là tiêm Sinopharm lại thành ra Astra ấy. Nhưng thực ra thì mình thấy hết sức là bình thường ấy. Bởi vì với mình ấy, sau khi mà mình đã tìm hiểu kỹ các cái vaccine rồi ấy, thì nhận ra là tất cả các vaccine đều có những cái điểm mạnh của nó, và quan trọng là nó đều có cái tác dụng là tạo ra một cái lớp phòng vệ cho mình đối với virus. Và điều quan trọng nữa là chúng ta có thể chờ đợi vaccine để tiêm trong dịp này hay dịp khác. Thế nhưng mà cái con Covid thì nó sẽ không chờ đợi để khi này đến hay khi khác đến với chúng ta đâu. Và vaccine tốt nhất vẫn luôn là vaccine được tiêm sớm nhất, và chúng ta sẽ được bảo vệ một cách sớm nhất có thể đối với cái virus này. Đây các bạn nhìn đi, chú còn chưa được tiêm đây này, chú còn không có gì để bảo vệ chú đây này. Nên các anh chị nếu mà có cơ hội được tiêm vaccine bất kể loại nào, hãy cứ tìm hiểu các thông tin đầy đủ về nó và yên tâm để tiêm sớm cho mình nhé. Bye bye.
cập nhật cho các bạn là sau khi mà mình uống hết 5 quả dừa và một hộp dừa như thế này thì nhiệt độ cơ thể của mình bây giờ vẫn đang là 38 độ 2. Nó cứ lên xuống 38 độ đến 38 độ rưỡi. Thế nên không có nghĩa là cứ uống nước dừa vào ấy là cơ thể của chúng ta sẽ không bị sốt đâu. Nên là các bạn vẫn phải chuẩn bị hết sẵn những cái thuốc hạ sốt này, rồi là oxyzon, rồi uống nhiều nước, hoa quả thứ để cho cơ thể được có thể giải phóng được nhiệt độ nhanh nhất có thể nhá, và khỏe khoắn hơn. Rồi, bye bye các bạn.